Xin chào quý phụ huynh, các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 1 chúng ta luyện đọc sách giáo khoa tuần 20 bài vần oăn oắt, sách giáo khoa trang 86 và 87. Trong bài ngày hôm nay thì các con sẽ được học tiếp vần oăn và vần oắt, là hai vần tròn môi, được làm tròn môi từ vần chưa tròn môi là vần ăn và vần ắt. Làm tròn môi vần ăn và vần ắt thì chúng ta sẽ đưa nguyên âm tròn môi đứng trước vần chưa tròn môi và chúng ta được vần tròn môi. Sau đây thì các con sẽ cùng cô luyện đọc bài trang 86. Các con chú ý là đọc đúng các vần chưa tròn môi và những vần tròn môi. Các con đọc lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đây thì cô sẽ đọc theo cách đánh vần để giúp cho các con củng cố lại cái cấu tạo của vần. Á n ăn, ăn. O ăn oăn, oăn. Âm đệm O, âm chính Á, âm cuối N. Á tờ ắt, ắt. O ắt oắt, oắt. Âm đệm O, âm chính Á, âm cuối tờ. Á n ăn, o ăn oăn, thờ oăn thoăn. Á tờ ắt, o ắt oắt, thờ oắt thoát, thoát sắc thoát, thoăn thoát. Ớ m âm, thờ âm thâm, thâm sắc thấm. Á tờ ắt, o ắt oắt, thờ oắt thoát, thoát sắc thoát, thấm thoát. U yê uê, khờ uê khuya. Á tờ ắt, o ắt oắt, khờ oắt khoắt, khoắt sắc khoắt, khuya khoắt. O e que, cờ que que, que huyền què. Á tờ ắt, u ắt oắt, cờ oắt quắt, quắt nặng quặt, què quặt. U n uôn, uôn sắc uốn. Á n ăn, o ăn oăn, sờ oăn xoăn, uốn xoăn. Ô chờ ô chô, chô ngã chỗ. Á tờ ắt, o ắt oắt, ngờ oắt ngoắt, ngoắt nặng ngoặt, chỗ ngoặt. E bờ e be, be sắc bé. Á tờ ắt, o ắt oắt, lờ oắt loắt, loắt sắc loắt. Á tờ ắt, o ắt oắt, chờ oắt chót, chót sắc chót, bé loắt chót. Các con đã được nghe cô đọc bài trang 86 theo cách đánh vần. Các con cố gắng, chúng ta sẽ luyện đọc bài nhiều lần và phát âm cho đúng những cái vần chưa tròn môi, những vần tròn môi, những tiếng có chứa vần tròn môi để đọc bài thật là đúng và đọc trơn được bài. Sau khi các con đọc trôi, đọc trơn trang 86 thì các con sẽ chuyển sang đọc trang 87. Trang 87 các con cũng luyện đọc theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đây thì cô sẽ đọc trang 87 bằng cách đọc trơn cho các con nghe. Quá quất, ngoa ngoắt, loăn xoăn, quằn quặn. Quả bứa, năm và sáu đi qua vườn quả, năm thấy quả bứa liền la to, sáu nhanh tay nhặt lấy, hai đứa tranh nhau cứ giành đi giành lại. Vừa may có cậu cả đi qua, hai đứa nhờ phân xử. Nghe hai đứa lần lượt kể lại chuyện đã xảy ra, cậu cả lấy dao bổ quả bứa ra làm hai. Đoán phán quyết: năm, mày thấy quả bứa, hãy nhận lấy nửa vỏ này. Sáu, mày nhặt quả bứa, hãy nhận lấy nửa vỏ này, dành phần ruột trả thù lao cho quan tòa phân xử của tao.
Cậu cả vừa ăn vừa bỏ đi, hai đứa ngẩn tò te trơ mắt ra, đi thoăn thoắt. Trong trang 87 thì các con chú ý khi đọc bài văn thì các con sẽ đọc ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu. Các con ngắt hơi ở sau các cái dấu chấm và các cái dấu phẩy. Khi các con đọc á, thì các con có thể là đọc trơn hoặc đọc đánh vần. Nếu các con đã được đọc trơn thì các con sẽ nhẩm vần nhẩm và sau đó các con đọc trơn. Còn bạn nào các con còn quên thì các con sẽ đánh vần và các con sẽ đọc nhiều lần cho đến khi các con có thể đọc trơn được thì thôi. Chúc cho các con sẽ luyện đọc bài và đọc bài thật là đúng và thật là giỏi. Xin chào các con và hẹn các con ở những bài sau. Xin chào.